Tôi thì rất ấn tượng về Chip, bởi vì là tôi thấy là thứ nhất thì là Chip bị các sát đánh cho tơi tả, ném đá cho tơi tả vì cái công nghệ blockchain ứng dụng của mình, và các sát cho rằng là blockchain chưa phải là thời điểm thích hợp để ứng dụng. Nhưng mà thời buổi với hiện nay, con người người ta thích thách thức với những cái khó khăn mà của ngày hôm nay thì ngày mai có kết quả tốt. Cho nên tôi quyết định ủng hộ chip. Cái thứ hai là hiện nay với cái nền kinh tế mở, chúng ta đang có công dân toàn cầu và doanh nghiệp đa quốc gia. Đây cũng là chính là hướng mà mở đến của Intracom. Cái thứ ba nữa là cái trong cái văn hóa của Chip, tôi thấy có chữ hạnh phúc rất đúng ý nghĩa của Phật giáo. Hạnh phúc là hướng đến cái bình yên trong tâm hồn, và đây là cái giá trị mà tôi cũng đang muốn hướng tới. Cái thứ tư nữa, cái cách là đầu tư về du lịch của Trip, và đặc biệt là du lịch hướng đến cái góc cạnh là tận dụng tối đa năng lực của các cái địa điểm du lịch, cũng như là cái những cái chủ có cơ sở hạ tầng du lịch tốt ở nước ngoài, để phát triển một cái du lịch mà bền vững gắn với thiên nhiên. Trip Me khi đi gọi vốn có cái nhìn nó khác với những startup khác, ngoài cái chuyện là tiền của nhà đầu tư. Anh ấy đã đặt vấn đề offer là xác là 2 tiếng đồng hồ trong một tuần để làm việc cho Chipme. Tôi mặc cả mãi mới được còn 1 tiếng, mặc dù cái chốt khi đầu tư là tôi bị thiệt thòi hơn rất nhiều so với cái đề xuất của tôi về với tỷ lệ vốn góp, nhưng mà tôi không không quan tâm đến việc đấy nhiều lắm, mà tôi muốn là sẽ giúp Chipme phát triển. Và tôi tin rằng là những cơ sở vật chất của và cơ sở hạ tầng của Intracom sẽ hỗ trợ Jimmy rất nhiều, và tôi cũng tin tưởng hoàn toàn vào cái team công nghệ cũng như các cái founder của Jimmy, và vì vậy nên là tôi hết sức hài lòng khi mà được đầu tư vào Jimmy, và tin tưởng chắc là Jimmy sẽ phát triển.